Trại bò em trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay về trại bò em rất đông bò anh chị, bò bê. Mời anh chị gần xa những tính nuôi bò đến trại xem tham khảo á, xem xét chuồng chốt bò em có xe nhà ship tận nơi cho anh chị luôn. Rồi đầu năm mới thì em đem gom bò về trại liên tục về trại anh chị. Giá thấy thì cũng bình ổn, giá rất là mềm luôn. À, anh chị ở xa không có điều kiện thời gian đến với trại trại bò em nhận qua Zalo cho anh chị xem biết ha. Nguyên cái lô bò bao bì về trại em rất đông luôn, giá tiền rất là mềm anh chị. Em bắt toàn bộ về trại là bò ổ rô anh chị, lưng nách ha, nó ghim vai lưng nách chẹp hè luôn đó, lưng đòn. À, liên tục về trại gồm có bao bì. Quay tổng thể nguyên cái hình là phần gỗ bò để anh chị xem đó, hình dáng rất đẹp anh chị. Con nào mấy lưng đôi ha anh chị, nó lưng nách chẹp hè luôn ha. Anh chị bắt bò vỗ béo số lượng lớn đến trại bên em mà suốt luôn nào cũng bò để anh chị chốt nha. Đang bò bê luôn anh chị, bò bê màu nâu nâu nè, đang nâu nâu, bò lỡ lứa nhiều anh chị, giá rất mềm luôn đó. Bò đen có, bò bê bông có ha, hình dáng rất đẹp. Anh chị chốt cặp hay cặp em cũng ship tận nơi cho anh chị luôn á, xe nhà ship tận nơi cho anh chị luôn. Đó, quá đẹp anh chị ơi, lưng nách dẹp hè nên quá trời đẹp luôn đó, lưng nách quá trời luôn. Cặp bò này thì em giao về khách ăn hới nha, hới mình hới đó. Trại bò em rất đông bò anh chị. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dùng Dầu, tỉnh Bến Tre, mở ra giáp ranh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh. Cuối video em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến trại ủng hộ. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Thì đầu năm mới em cũng cầu chúc anh chị luôn luôn sức khỏe, sự như ý và làm ăn thành đạt, thành công trong công việc.